Cô Nguyên chào các con. Hai buổi vừa rồi thì cô trò mình đã học từ vựng và mẫu câu của Unit 1 in the school playground. Bây giờ cô Nguyên sẽ ôn lại từ vựng và mẫu câu của Unit 1 để các con cùng ôn bài cùng cô ha. Và chúng ta có bốn từ vựng mới. Đầu tiên từ quả bóng là ball, ball. Chiếc xe đạp. Ở từ này các con lưu ý nó có cái chữ K. Chữ K này khi phiên âm nó sẽ được bọc là âm k, k. Vậy thì các con sẽ cần bọc âm k ở cuối cho cô và mình sẽ đọc là bike, bike. Con đừng đọc là bay nha, mà mình phải đọc là bike, bike. Tương tự ở từ quyển sách, đầu tiên các con nhìn có hai âm hai chữ o ở chính giữa và hai cái chữ o này nó sẽ tạo thành âm u. Tiếp tục có chữ K ở cuối, chữ K này con sẽ bật cho cô âm k, k. Vậy từ này mình đọc là book, book. Tiếp tục chúng ta có người bạn mới này tên là Bill, Bill. Boom, bike, book, Bill. Tiếp theo cô Nguyên sẽ ôm lại cho các con phần mẫu câu. Đầu tiên khi các con gặp một người bạn mới, các con sẽ chào và tập giới thiệu tên của mình. Chúng ta có từ xin chào nè, hi, hi. Và khi học bài chúng ta còn có một từ nữa cũng mang nghĩa xin chào, đó là hello. Các con không nói hello nha, hello, hi hoặc là hello. Sau đó để giới thiệu tên của mình, chúng ta có mẫu câu am cộng với tên của mình vào. Và chúng ta sẽ nói là Hi, I'm Bill. Tiếp tục, để chào tạm biệt, các con sẽ nói cho cô từ Bye hoặc là Goodbye. Tạm biệt Bill, Bye Bill. Chúng ta cùng đọc lại Hi, I'm Bill, Bye Bill. Vừa rồi cô trò mình đã ôn lại phần từ vựng và mẫu câu. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp phần bài tập. Hôm nay khi ở lớp thì cô đã cho các con làm 3 bài tập ở trang đầu tiên, trang số 2 đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp bài tập 4 con ha. Bài này yêu cầu các con fill in the missing letter. Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống. Sau khi các con ôm từ vựng, chúng ta bắt đầu làm bài tập. Ở bài này các con quan sát xem chữ cái nào còn thiếu chúng ta sẽ điền vào cho cô nhé. Tiếp tục bài tập số 5, look and match. Nhìn và nối, ở đây có hai bức tranh và hai câu. Các con xem thử câu nào, tranh nào phù hợp với câu bye Bill, tạm biệt Bill thì mình nối vào. Câu nào mà phù hợp với tranh nào phù hợp với câu hi Bill, chào Bill thì các con cũng nối vào tranh đúng nhé. Tiếp tục, hôm nay thì cô đã cho các con làm nguyên với hai từ yes và no. Nếu đúng thì các con sẽ ghi yes, nếu sai thì con sẽ ghi là no. Ở đây nếu hình và chữ đúng với nhau chúng ta sẽ ghi chữ yes bên cạnh cho cô, nếu hình và chữ không đúng chúng ta ghi chữ no bên cạnh đây cho cô ha. Cô ví dụ câu đầu tiên number one, ở đây chúng ta có hình chiếc xe đạp, xe đạp là bike, và cái câu bên cạnh là this is a book, book là quyển, quyển sách. Vậy thì có đúng không ta? Không. Vậy nếu không đúng thì chúng ta sẽ ghi cho cô no. Tương tự bức tranh 2, 3 và 4 các con cũng làm như vậy nhé. Ở bài số 7 này người ta yêu cầu mình là match the word with the pictures. Các con sẽ nối từ với hình đúng. Và đầu tiên các con cần lưu ý, mình nhìn cái cột đầu tiên nè. Với bức tranh này mình xem thử sẽ phù hợp với bức tranh nào ở cột thứ hai. Ở đây là phần trước của chiếc xe đạp nè. Ở đây là phần sau của chiếc xe đạp. Vậy là mình sẽ nối ngay được với hình này. Sau đó các con quan sát xem hình này thì đi với từ nào ha. Hình xe đạp mình là bike. Vậy con xem thử ba từ này từ nào là bike. Các con lại tiếp tục nối tới từ đúng. Tương tự với hai hình còn lại các con cũng làm như vậy nhé. Và ở bài 8 này đề bài yêu cầu chúng ta look and trace. Nhìn và đồ vào chữ cái đúng, nhìn hình
chỉ đồ với đồ cái chữ cái nào đúng với hình thôi con nha. Mình lưu ý mình không đồ hóa chữ, mà chữ nào đúng với hình thì mình mới đồ con ha. Và tiếp tục phần Y là cái phần luyện viết, cái con sẽ tập đồ chữ, cái con đồ hết cho cô ở phần này. Vừa rồi thì cô đã ôn tập từ vựng, mẫu câu và hướng dẫn cho các con làm bài tập. Các con cố gắng hoàn thành đầy đủ. Thứ bảy các con nộp lại cho cô để cô chấm ha. Ok, goodbye and see you later.